gì vậy? Xuất hiện ở con người. Cái gì đầy vậy? Ví dụ. Bệnh phụ khoa à? Không phải bệnh phụ khoa ngay vì từ lúc ấy còn chưa có bệnh phụ khoa mà. À, cứ con gái là có bệnh phụ khoa rồi, nó lại còn chưa còn trước em, là lúc ấy chưa có bệnh phụ khoa. Đầu gối là bệnh gì? Bệnh gì vậy? Bố vui rồi này. Chịu chưa? Đi rồi nhá. Con chị bị bệnh đấy đi. Thì không phải hỏi gì nhá. Ở một cái bệnh mà tất cả các nước trên thế giới, trên trái đất này đều bị, và bệnh này thường xuất hiện ở con gái. Bệnh này có khi mà còn có tổ tiên mình ấy. Là bệnh gì? Bệnh đó là bé. Bệnh con bé. Bệnh dậy thì á? Không. Xuất hiện con gái. Giờ hơi, đúng không? Chịu chưa? Hai bố mẹ chịu chưa? Rồi, chịu rồi. Cả hai chịu rồi à? Ừ. Rất chịu. Dễ thấy mà cũng không biết. Bệnh công chúa. Công chúa múa dẻo à? Tự nhiên cứ thấy người ta đi theo mình, tưởng là người ta thích mình ấy. Ừ, đây là bệnh công chúa à? Nay đi kia đi, bị bệnh công chúa đấy. Công chúa múa dẻo đúng không?